Tối ngày 12 tháng 9, mưa lớn đã gây ra lũ quét sạt lở đất tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tại huyện Bát Sát, khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 9, lũ lớn cục bộ đã xảy ra ở xã Phìn Ngan, cuốn trôi một người tại thôn Suối Trải. Còn tại xã Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, mưa to đã gây ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng. Tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, đã có 2 người chết do lũ cuốn, 4 người mất tích. Theo thông tin ban đầu, mưa lớn diễn ra vào khoảng 30 phút, gây ra lũ ống trên 3 dòng suối chính trên địa bàn xã là Nậm Phá, Nậm Cang và Nậm Than, cuốn trôi toàn bộ 61 trại cá hồi, cá tầm cùng 610 ao cá và nhiều tài sản khác của người dân, thiệt hại ước tính khoảng 250 tỷ đồng. Hiện khu vực trên vẫn tiếp tục có mưa lớn, nước lũ tiếp tục dâng khiến cho công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tại khu vực km số 135+400, quốc lộ 4D, đoạn địa phận tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, nước suối ngòi đun dâng cao đã khiến cho đoạn đường dài khoảng 300 mét bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể lưu thông. Trên đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi Sapa, đoạn qua địa phận tổ 30 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, nước suối ngòi đun cũng đã làm ngập đoạn đường dài khoảng 100 mét. Chính quyền thị xã Sapa đã khẩn trương cử lực lượng chức năng tăng cường xuống hiện trường để tổ chức thăm hỏi, động viên và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Theo Văn phòng Ủy ban dân tỉnh Lào Cai, vào sáng ngày 13 tháng 9, Chủ tịch Trịnh Xuân Cường cùng với đoàn công tác đã lên đường vào xã Liên Minh, thị xã Sapa để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.